Một trong những cái rào cản tiếp theo nữa đó là nhiều bạn ra khởi nghiệp á, là khó khăn trong việc tiếp cận vốn. Tức là tiếp cận tiền á, nó cũng như cái ý đầu á, là tiền. Nhưng mà cái ở đây mình muốn mở rộng cho các bạn một cái nguồn tư duy khác, đó là vốn. Thì do cái cách chúng ta tư duy lúc bắt đầu á, là kinh doanh cần phải có tiền á, cần phải có vốn á, nên là bắt đầu là chúng ta cứ lò mò như thế nào ạ, cứ ra khởi nghiệp trong túi không có tiền. Thì chúng ta lại không tư duy theo cái khác, mà chúng ta lại tư duy vậy, đi tìm các cái nguồn tiền. Và ở trên đời này này các bạn phải luôn luôn nhớ một cái điều này: chả ai đưa tiền cho chúng ta hết á, không có ai đưa tiền cho chúng ta. Cái người mà họ đưa tiền cho bạn là họ thấy cái nguồn lợi gì rồi, mà cái ông khởi nghiệp thì có cái khỉ gì đâu. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nó là có nhiều bạn cứ nói với mình rằng là ngân hàng cho vay, và cái câu chuyện đó rất là vui này. Cách đây 3 năm có một bạn cứ nói như mình như vậy á, và lúc đó mình ngồi ngay chỗ ngân hàng mà mình kêu em lên ngân hàng em hỏi đi, họ cho vay thì em hỏi đi, bây giờ em vô em hỏi đi. Thì sau khi mà bạn đó vô hỏi một thời gian thì họ hỏi có sổ đỏ không, có nhà không, có gì cầm không. Ok, mình đã có sổ đỏ có nhà thì mình có tiền mất rồi. Các bạn hình dung ra điều điều này chưa? Trong tay không có cái gì kia nè. Vậy thì mình muốn gửi đến các bạn một cái góc nhìn khác, là những người mới ra khởi nghiệp á, mà các bạn mà không có tiền á, thì các bạn đừng có trông mong vào cái ngân hàng họ không có hỗ trợ đâu. Ngân hàng họ chỉ hỗ trợ cho tổ chức thôi. Như thế nào là tổ chức? Tức là bạn đã ra khởi nghiệp rồi một thời gian rồi, bạn có công ty rồi, bạn hình dung chưa, bạn có đơn hàng rồi, mọi thứ nó chạy ngọt rồi. Và họ thấy có cái chỗ nào họ nắm được cái cán của bạn rồi. Ví dụ như là họ thấy là họ cho bạn vay 100 triệu, mà nếu mà bạn không trả thì họ lấy cái gì họ giữ lại. Thì lúc đó ngân hàng họ mới hỗ trợ cho bạn. Chứ bạn không thể cái tay không tới, mà bạn cầm cái chứng minh nhân dân tới mà kêu cho tôi vay đi, trả ai cho đâu. Các bạn nhớ ra điều này. Bây giờ là vay tín chấp các bạn ta, mà vay tín chấp là một cái khoản tiền nó rất là nhỏ mà họ lấy lãi suất cao, phải không? Họ giữ được giấy tờ gốc gác hết của bạn, bạn có trốn đâu được đó. Luôn cả lương của bạn họ cũng giữ luôn. Ok, hàng tháng tích bao nhiêu đó. Các bạn nhớ ra điều này, ngân hàng là họ kỹ lắm. Hoặc là mình muốn gỡ ra một cái tư duy khác: nếu các bạn nào đó đã ra khởi nghiệp một thời gian rồi mà các bạn không thành công, ví dụ như là bạn kinh doanh rồi, được rồi, bạn có được tiền vốn bắt đầu rồi, cái bắt đầu bạn như thế nào bạn cần thêm vốn nữa. Ok, cần thêm vốn nữa để đẩy vào, các bạn không đẩy vào để mà sản xuất kinh doanh cho nó tốt lên đó. Và thế là các bạn không có đi vay được. Ok không ạ? Bạn không có đi vay được, đâm ra bạn chết đó. Hoặc là bạn không có tiền vay cho cái ngân hàng thì bạn chết. Thì mình cũng nói với các bạn luôn là cái cách mà chúng ta ra khởi nghiệp mà chúng ta không có tiền nhiều đó, mà chúng ta bắt đầu bằng việc sản xuất đó, mà cần những cái nguồn vốn nó rất là lớn như vậy á, thì phần lớn là sau một thời gian là chúng ta cũng bị tắc bởi vì cái cách khởi nghiệp của bạn là tập trung cần vốn nên là các bạn hầu như là các bạn bị bế tắc cái chỗ cho đó. Hoặc là các bạn nên nhớ như này: những cái cá nhân của chúng ta và những cái người tư nhân á, là vô cùng, và những cái cá nhân nhỏ lẻ vô cùng rất khó tiếp cận với cái hệ thống ngân hàng của chúng ta hiện tại, và kể cả các tổ chức luôn, các cái tổ chức khởi nghiệp luôn. Nó tại vì chúng ta không có một gì cái gì đảm bảo ở phía đằng sau hết. Nó là chúng ta lại đi vào một cái luồng là cho vay tự phát, và người ta lãi rất là lớn, và thế là dẫn đến là sau này là chúng ta phá sản, bán nhà bán cửa hết. Các bạn vô mà lúc đầu ra khởi nghiệp thì không có liên quan gì tới cái nhà cửa hết. Tuy nhiên là khi các bạn không tiếp cận vốn, các bạn mới ra những cái nguồn vốn tự phát, người ta là cho vay nóng rồi đó, và rất là nhiều người dẫn đến là mất nhà mất cửa hết. Vậy cái bài toán chúng ta giải quyết ở như thế nào ạ? Các bạn nên bắt đầu kinh doanh bằng phương pháp gì à? Không có cần vốn, là hoặc là vốn rất là ít, và hãy tập trung vào vấn đề thương mại trước. Vậy thì có một cái idea nó nằm ở chỗ này để mình phân tích cho các bạn rõ. Có một bạn nói rằng là khi chúng ta bắt đầu ra khởi nghiệp bằng thương mại thì nó ít vốn hơn, chúng ta lợi thế hơn. Và nếu chúng ta bắt đầu bằng việc sản xuất á thì nó cần nhiều vốn hơn, đi chậm hơn, nhưng mà về lâu về dài nó bền hơn. Có một bạn đưa ra vấn đề như mình như vậy á. Các bạn thấy hai vấn đề mà. Một vấn đề là vấn đề A này là bắt đầu bằng thương mại, ít vốn, thậm chí không có vốn,
chỉ lo tập trung bán. Thì bạn nói là lợi thế hơn, nhanh hơn. À, tuy nhiên về lâu về dài bạn nói là đi chậm hơn. Bạn nói rằng là ra bước đầu là bằng một cái xưởng sản xuất luôn được hàng hóa, vốn lớn hơn, nhưng mà về lâu về dài thì nó bền hơn. Mình đặt câu hỏi lại cho bạn đó nè, bạn nói mình mới nói bạn này, điểm bắt đầu bằng thương mại, bạn ra bạn bán được hàng, bạn có tiền chưa? Bạn nói có tiền. Có tiền rồi chúng ta tập trung bán hàng tiếp. Rồi có tiền không? Có tiền. Rồi có tiền rồi chúng ta lại tập trung chúng ta bán hàng nhiều nữa. Có tiền. Ví dụ ngày đầu tiên bạn ra, bạn chỉ lấy 10 cái áo thun, bạn bán hết. Bạn bán 50 cái áo thun, bạn bán hết. Rồi bạn bán 500 cái áo thun, rồi bạn lại có bán hết. Một ngày đó bạn bán 1.000 cái áo thun. Thì như nào? Lúc này bạn có tiền rất là nhiều. Và bạn đem cái tiền đó bạn làm gì vậy? Bạn đi, thậm chí bạn mua luôn cả cái xưởng của người ta luôn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Tức là từ không có tiền chúng ta làm ra có tiền, thậm chí chúng ta đi mua luôn cả cái xưởng của người ta luôn kia này. Chứ không phải là nó là theo ý các bạn đó, nó nói rằng là bắt đầu ra sản xuất về lâu về dài nó sẽ bền vững hơn. Chưa chắc một người ra bắt đầu bằng việc là họ đi kinh doanh để họ có nhiều tiền để họ sở hữu xưởng. Còn một người là ra sở hữu xưởng trước, nghĩa là bạn một bên á thì dành quá nhiều thời gian cho việc đi bán hàng, còn một bên hoành dành quá nhiều thời gian cho việc lọ mọ với mấy cái xưởng các bạn. Nhưng mà một bên dành thời gian đi kiếm tiền, một bên dành thời gian cho tiêu tiền, các bạn thấy hai cái nó khác nhau à, nó rất là khác nhau. Nên là nếu các bạn cứ nghĩ rằng là ra khởi nghiệp các bạn cần phải có cái nguồn quỹ hỗ trợ từ ngân hàng, từ các cái tổ chức đồ này kia, thì rõ ràng là chúng ta đang có một cái tư duy là thụ động. Mình muốn nói là tư duy thụ động, nghĩa là ai đó phải giúp đỡ ta, ai đó phải giúp đỡ ta thì ta mới có nghiệp lực. Giống như từ nhỏ tới lớn giờ chúng ta đi học, cái có bố mẹ cho tiền á, tức là có người hỗ trợ á. Nó bây giờ chúng ta nghĩ rằng ra cái nghiệp chúng ta phải hỗ trợ này, chúng ta càng độc lập trong cái cách mà giải quyết vấn đề vốn thì chúng ta dễ ra cái nghiệp hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.